Hello, xin chào cả nhà, xin chào các bạn đã đến lại kênh của mình nhé. Đây mình đã bấy được một con chim non rồi anh em nhé. Mùa này là mùa chim non, thì mình bấy vào cái miệng, mình đã chế ra một cái miệng cho anh em xem rồi. Thì hôm nay thì mình đã bấy được một con non về, nhưng mà do cái máy của mình nó hơi trục trặc, thì mình không quay được trực tiếp cho anh em xem nhé. Bây giờ mình sẽ lấy ra cho anh em xem. Đấy, đây là một con chim chưa lửa non. Đấy, con chỉ được non mà mình dùng vào cái miệng để mình bấy. Cái miệng này mình làm tầm 15 phút thôi anh em nhé. Thì bây giờ thì mình sẽ cho nó vào lòng, xong là mình sẽ cho quay cái miệng cho anh em xem một tí nhé. Đây, bây giờ là đây là cái miệng mà mình vừa bấy xong, nhưng mà do cái máy của mình trục trặc mà mình không quay trực tiếp được cho anh em xem. Cái bấy này thì nó vẫn giống như trong trên mạng người ta làm thôi, nhưng mà mình là cái kiểu nó khác, cái kiểu như là nó rất là dễ thôi. Người ta trong mạng thì người ta lại là nhiều cách, như bên mình thì chỉ làm cái này thôi. Đấy, rất là dễ làm thôi các bạn nhé. Cái này thì chỉ tầm 15 phút là mình làm được rồi. Đây, thì hôm nay mình đã test thử là được một con chim non rồi. Như do cái máy của mình hơi trục trặc thì không quay được cho anh em xem, thì anh em thông cảm nhé. Thì cái video sau thì mình sẽ quay cho anh em xem. Đấy, bây giờ mình bấy là cái kiểu này. Đây là mình dùng cái lò xo để nó là bật anh em nhé. Lò xo bật nó chỉ là cái dây co, hoặc là dây cao su xăm xe máy nha anh em nhé. Đấy, đây là một cái mình cuốn để nó cắm vào đất. Đấy, mình cắm vào đất thôi anh em nhé. Đấy, mình cắm vào đất thì mình bấy kiểu này nó cũng rất là hiệu quả anh em nhé. Đây, mà nó rất là tiện lợi cho anh em mình đi lại, bỏ vào ba lô thoải mái luôn anh em, gớt luôn, bỏ vào ba lô. Thì anh em mà hái đăng ký kênh của mình, những người mới mà chị vào vừa vào với kênh của mình ấy, hãy đăng ký hộ mình nhé. Và những mà bạn mà đã đăng ký rồi thì hãy chờ để xem những video để mình sẽ quay trực tiếp hoặc là bấy trực tiếp cho anh em xem để hiệu quả cho anh em, các anh em đam mê chim để đi bấy nhé anh em nhé. Đây, bây giờ mình xin cảm ơn các bạn, thì video mình sẽ kết thúc được tuần đây thôi. Cảm ơn các bạn nhé.